Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot Web cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở bài này thì chúng ta sẽ học về method post ở trong Swing Boot Web. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Movie Service và tạo mới một hàm addMovie trả về kiểu boolean, và chúng ta sẽ chuyển vào lớp Movie. Chúng ta sẽ dùng khối chiket để chuyển Movie vào list của chúng ta, và sau đấy chúng ta sẽ return về true nếu thêm được vào list. Nếu như truyền tham số Movie vào trong list gặp lỗi, chúng ta sẽ bắt ngoại lệ và trả về false. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ quay trở lại controller của chúng ta, thêm một hàm cũng tương tự như với service. Hàm này của chúng ta tên là movie, kiểu trả về vẫn là boolean. Như các bạn có thể thấy thì ở trên thì chúng ta dùng quét mapping, ở dưới chúng ta sẽ dùng post mapping tương ứng với method post của chúng ta, và đường dẫn của chúng ta sẽ là movie thôi, và truyền tham số là một movie vào, thế là ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ return movie service.addMovie. Chúng ta sẽ cùng chạy thử. Đây, chúng ta sẽ lấy hàm movie hôm trước chúng ta vừa chạy, đây là hàm list. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một API mới và chuyển sang dạng pod. Body thì chúng ta sẽ chuyển về dạng raw và format là JSON. Chúng ta sẽ copy một JSON movie paste vào đây. Đường link nữa. Chúng ta thay đổi ID là 3. Tên của phim của chúng ta sẽ là Captain America. Ngày tháng nữa. Và sau đấy chúng ta sẽ submit. Như vậy là đã true rồi. Chúng ta insert thành công. Chúng ta sẽ kiểm tra tại sao ID, name, tất cả các thuộc tính đều null là vì sao. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đó là do chúng ta chưa gắn annotation cho biến của chúng ta. Annotation là request body. Và chúng ta sẽ chạy lại. Tôi sẽ tắt ở đây và chạy lại nếu không muốn bị gặp lỗi. Chúng ta sẽ cùng chạy lại là port bên lại dữ liệu. Đây, các bạn có thể thấy là chúng ta đã insert thành công rồi. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.